sau khi mà toan tính bơm ông kế thành một cái loại biểu tượng để mà nâng cao cái yếu tố tự hào nhưng mà bất thành á vì rõ ràng là bơm mạnh chừng nào thì tác hại đối với đảng nhà nước sẽ phình ra chừng đó. Bởi chẳng khó có chút nào nếu mà muốn biết vì sao gia đình ông Kế Huy và gia đình di cư sang Mỹ mà biết rồi thì ắt sẽ băn khoăn. Tại sao đảng nhà nước lại tàn tệ như vậy cho nên cái hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam <laughs> hẹ nhau tháo hơi gốc việt của ông kế ha bị lột bỏ và một số cơ quan truyền thông chính thức ha, kiếm cái nhãn gốc á để mà dán vô cho ông kế có thể vì uh, thẹn quá hóa giận trang facebook có tên là phản bác quan điểm sai trái thù địch ở trên facebook đó mới nhắn là báo chí cách mạng thì nên biết chọn lọc đừng nên cái gì cũng vơ vào rồi cứ thấy gốc việt là nở mũi từ những cái gì mà đã thấy trên hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam á, qua cái sự huyện mà uh, kế huy quang á, được trao giải Oscar thì bà Phạm Thị Hoài đã bà bày tỏ là xà ước gì Dương Thu Hương được Nobel văn chương để lòng tự hào đầy uẩn khúc của người Việt được một lần thẳng băng khỏi lăng tăng gốc hoa hay gốc Việt, quốc gia hay quốc cộng, tị nạn hay Việt kiều, thành danh ở trong nước hay ở nước ngoài. Để báo chí chính thống hả, khỏi phải lo mà giật tiếp, chỉ im lặng là xong.